Không thể chờ chết, tàu Việt Nam lũ lượt kéo ra Biển Đông phá tan tham vọng của Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, Trung Quốc luôn tìm cách củng cố yêu sách phi pháp ở Biển Đông bằng cách vừa tăng năng lực quân sự trên đảo nhân tạo, vừa trồng rào để chối bỏ luật quốc tế. Để có thể kiểm soát được vùng trời trên Biển Đông, Trung Quốc nhiều năm qua đã tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đáp trả sự ngang ngược của Trung Quốc, trong thời gian gần đây, công cuộc xây dựng, tôn tạo và mở rộng loạt thực thể trên quần đảo Trường Sa vẫn được lực lượng tuyến đầu của Việt Nam tiến hành vô cùng khẩn trương. Bằng việc ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự đầu tư mạnh mẽ, có trọng tâm chiến lược để giúp cho các đại công trình trên những thực thể được phát triển rất nhanh chóng, tạo nhiều bước đột phá bất ngờ. Việc ta cần phải đẩy mạnh tiến độ thi công các tiền đồn ở Trường Sa, sớm đưa vào hoạt động để nâng cao năng lực phòng thủ. Thế đứng chân của Việt Nam trong khu vực là nhiệm vụ hết sức cấp bách hiện nay, không để cho đối thủ có thể lợi dụng những thời gian nhạy cảm như thế này để âm mưu cản trở công cuộc mở rộng hợp pháp của ta trên các đảo tiền tiêu. Do đó, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đã cho điều động nhiều loại tàu đổ bộ, tàu vận tải, tàu hậu cần, ngày đêm cấp tập chi viện sức người, sức của cho quần đảo Trường Sa, tất cả vì sự nghiệp chung, tôn cao thêm lục địa của Tổ quốc. Theo ghi nhận của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, trực thuộc Viện Nghiên cứu, có trụ sở tại Washington, Mỹ cho biết, tính tới tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã bồi đắp thêm tổng cộng 6.92 mẫu oanh đất, tương đương khoảng 2,8 km trên tổng số 10 thực thể đã được bắt tay vào tôn tạo. Đây là sự phát triển vô cùng nhanh chóng và thần tốc, khi mà trong tháng 11 năm 2023, tức là mới chỉ 7 tháng trước, diện tích mà Việt Nam cải tạo được mới chỉ đạt 400 thi bứ mẫu Anh và 342 mẫu Anh vào cuối năm 2022. Như vậy, sau 2 năm tôn tạo, Việt Nam đã nhân đôi diện tích được mở rộng trước đó. Cũng theo IMTE, sự mở rộng các đảo của Việt Nam diễn ra vô cùng hoành tráng và có xu hướng cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc. Trong khi diện tích nhân tạo của ba thực thể lớn nhất Trường Sa là các đá Subi, Chữ Thập và Vành Khăn do Trung Quốc chiếm đóng trái phép và tôn tạo từ giữa những năm 2010 cho đến nay, bốn đảo nhân tạo có diện tích lớn nhất tiếp theo đó là các tiền đồn đang được Bộ đội Việt Nam đóng giữ. Bãi Thuyền Trài là thực thể tự nhiên có diện tích lớn nhất đang có Bộ đội Việt Nam đóng giữ hiện nay. Và sau khi cải tạo, đây cũng là đảo nổi nhân tạo có diện tích lớn nhất của Việt Nam, với diện tích theo ước tính là 42 mẫu Anh, tương đương hơn 1,6 km². Trong khi tiền đồn Chữ Thập, một trong ba căn cứ chiến lược của Trung Quốc, có diện tích 6.84 mẫu Anh, tương đương 2,7 km². Dẫu vậy, công cuộc cải tạo của Việt Nam tại Thuyền Trài vẫn còn rất lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại, khi tiềm năng mở rộng phần nổi của các đảo trên các rạn san hô vẫn vô cùng rộng lớn, dẫn tới việc không loại trừ khả năng bãi Thuyền Trài có thể sớm đuổi kịp Chữ Thập về mặt diện tích trong một vài tháng hoặc một vài năm tới. Nó cho thấy sự tiến bộ vượt trội trong ứng dụng khoa học kỹ thuật của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và mở rộng các đảo. Hiện tổng chiều dài đảo nổi Thuyền Trài đã đạt tới 4.318m, trở thành căn cứ duy nhất của Việt Nam hiện nay ở Trường Sa có đủ điều kiện để xây dựng sân bay chiến lược dài 3.000m, đủ sức cất hạ cánh các loại chiến đấu cơ hạng nặng, máy bay vận tải, máy bay ném bom chiến lược tương tự như loại Trung Quốc đã thiết lập ở Vành Khăn, Subi và Chữ Thập. Hiện nay, Việt Nam ta mới chỉ có duy nhất một sân bay trên đảo Trường Sa lớn với đường băng 1.300m, mặc dù đủ để công tác cất cánh, hạ cánh các loại máy bay quân sự đang có trong biên chế không quân ta hiện nay. Tuy nhiên, nhu cầu về một sân bay rộng lớn hơn, có đường băng dài hơn để có thể phục vụ các loại máy bay vận tải quân sự cỡ lớn trong tương lai vẫn là một yêu cầu được đặt ra trước mắt. Qua đó, ta có thể thiết lập cầu hàng không chi viện trên Trường Sa một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn khi có tình hình phức tạp cần triển khai đông đảo lực lượng. Hiện nay, Quân chủng Hải quân đang điều động các tàu đổ bộ đa năng RORO 5612 trực thuộc biên chế Lữ đoàn 1175 vùng 4 Hải quân cơ động chi viện ngày đêm cho quần đảo Trường Sa. Đây là dòng tàu đổ bộ kiểu mới hiện đại do tập đoàn Damen Hà Lan thiết kế và được nhà máy X-70 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo. Mặc dù ban đầu có những nghi ngờ về năng lực chi viện Biển Đông của các tàu RORO 5612,
Tuy nhiên, qua thực tế, các tàu đổ bộ kiểu mới này đã chứng minh sự ưu việt của mình. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ vận tải máy móc, phương tiện, vật tư, kỹ thuật, chi viện cho các căn cứ tại Trường Sa, góp công lớn cho chiến dịch lần này. Một lớp tàu cũng có công rất lớn trong chiến dịch, đó chính là lớp tàu vận tải tiếp liệu trên biển K-35, mang số hiệu 915, có lượng giãn nước toàn tải trên 4.000 tấn. Do nhà máy Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo, tàu có lượng giãn nước lớn, khả năng đi biển xa, sức tải hàng hóa mạnh mẽ, liên tục thực hiện các chuyến chi viện đất liền Trường Sa, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo nhiên liệu vật tư, phục vụ các loại máy móc, phương tiện kỹ thuật đang thi công ở Trường Sa. Bên cạnh các tàu đổ bộ RoRo 56 mùa 2, các tàu đổ bộ lớp Hùng Vương có lượng giãn nước đầy tải trên 1.000 tấn. Do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo cũng là trợ thủ đắc lực. Với khả năng đổ bộ của mình, chúng liên tục vận tải các loại máy móc, công trình, phục vụ công cuộc san lấp, nạo vét và xây dựng trên các tiền đồn. Đặc biệt, các hành vệ tinh ghi nhận rằng Việt Nam trong thời gian gần đây đã điều động nhiều tàu hút sáng thổi bồi đắp điểm nổi ở Trường Sa. Loại tàu này sử dụng nguyên lý hút sáng, nghiền trực tiếp đất cát từ lòng biển, vốn trước đó đã được nổ, phá rạn san hô, sau đó qua ống rỗng dài phun trực tiếp lên điểm đã được chỉ định sẵn. Điều này giúp gia tăng nhanh chóng khả năng bồi đắp, nổi hóa các phần diện tích mới, là nhân tố quan trọng quyết định trực tiếp tới tốc độ mở rộng tiền đồn nhanh chóng hiện nay của Việt Nam. Có thể nói rằng, công cuộc xây dựng và mở rộng Trường Sa của Việt Nam, ta đang bước vào giai đoạn sôi nổi, nóng bỏng và quyết liệt nhất. Nó cho thấy ý chí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong quyết tâm gìn giữ và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng ở những vùng biển, đảo xa xôi, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống, quyết ngăn chặn chủ quyền bá quyền, bành trướng trên Biển Đông, nâng cao đời sống chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống trên các đảo. Bằng nỗ lực lần này, Việt Nam đang mở ra những khả năng phát triển, những năng lực chưa từng có trong lịch sử trước đây tại quần đảo Trường Sa, đủ sức răn đe vô cùng mạnh mẽ, thể hiện những năng lực trước các thế lực nhằm nhè nhòm ngó chủ quyền đất nước ta trên biển. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, Biển Đông có thể nói không lúc nào yên sóng bởi những tranh chấp chủ quyền gay gắt của Trung Quốc. Nói như lời của Phó Tổng thống Mỹ gần đây nhất đã lên án, Trung Quốc đang muốn dọa nạt châu Á. Đúng là như vậy. Trung Quốc hiện nay muốn dọa nạt cả châu Á, trước hết là dọa nạt Đông Nam Á. Mà cụ thể hành động ở Biển Đông là hành động dọa nạt Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia. Họ ra sức củng cố Hoàng Sa để đẩy căn cứ xuống phía nam được khoảng vài trăm hải lý. Năm 1988, họ tiếp tục chiếm được 7 bãi san hô ngầm ở Trường Sa rồi cải tạo thành đảo nhân tạo. Năm 2015, Trung Quốc từng hứa với Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Obama, sẽ không quân sự hóa ở các đảo Trường Sa, nhưng đó chỉ là cách nói của họ. Trung Quốc bao giờ cũng nói một đằng là một nẻo. Bây giờ cả 7 đảo đó họ đã quân sự hóa, không những làm đường băng, kho dầu, cảng mà còn đưa cả tên lửa đối hải đối không lên đó. Nếu thế giới không lên án, Trung Quốc có thể đưa cả máy bay tiêm kích và máy bay ném bom ra đồn trú ở những thực thể mà họ chiếm ở Trường Sa. Ý đồ của Trung Quốc, cả thế giới đều thấy rõ, đó là muốn chiếm hoàn toàn Biển Đông. Trung Quốc muốn đẩy hoàn toàn các nước như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và cả Nga ra khỏi Biển Đông, chỉ dành Biển Đông cho họ để vừa có điều kiện để hoạt động hải quân không quân, vừa là dự phòng nếu tương lai xảy ra chiến tranh, có thể phong tỏa đường hàng hải từ Nam Á đi lên Bắc Á. Trung Quốc rất sợ tuyến đường đó bị khống chế hay lọt vào tay của Mỹ, Nga và các nước khác nên tìm mọi cách phải khống chế Biển Đông. Sao không chiếm lại Gạc Ma, Trường Sa là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi nhắc về một phần của máu thịt Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng. Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên phó tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân, người chỉ huy cụm 2 Trường Sa, cụm sinh tồn, bao gồm Gạc Ma, Lên Đào, Cù Linh trong chiến dịch CQ-88 trả lời câu hỏi này. Nói năm 1988, mình thả lỏng để Trung Quốc chiếm đảo là hoàn toàn sai. Vì khi ấy, lực lượng của ta chủ yếu là tàu vận tải, phương tiện thô sơ. Đi ra đến đúng đảo chủ yếu là nhờ kinh nghiệm, xác định định vị dựa vào các tàu buôn lớn của nước ngoài. Cố gắng rất lớn, vì đảo là đảo chìm, một bãi cạn mênh mông. Chỉ quyết tâm của mình lớn, nhưng tiềm lực khả năng của mình hạn chế. Phải tự nhận với nhau chuyện đó, nhưng không có chuyện thả lỏng Trung Quốc. Muốn làm gì thì làm. Quần đảo Trường Sa quá rộng, các điểm đảo cách nhau rất xa,
mình chủ trương đóng giữ tất cả các đảo, nhưng phải chú ý đóng giữ các đảo lớn, bãi chìm lớn trước, bãi nhỏ sau. Chứ với lực lượng và khả năng của mình, lúc đó không thể cùng một lúc làm tất cả, buộc lòng phải có thứ tự từng việc. Nhiệm vụ khi ấy của ta là xây dựng xong hai nhà cao chân trên đá đông, thì lên Gavin. Làm xong nhà ở Gavin, nếu còn lực lượng, còn phương tiện, thì mới giải quyết nốt chữ thập. Mà đúng cái mùa gió ghê gớm, thời tiết khắc nghiệt. Người ta cứ thắc mắc, sao mình không đánh lại ở Gạc Ma? Thực ra mà nói, mình không có phương tiện để đánh. Như cái 625, có hai bệ pháo 40 ly của Mỹ ở mũi tàu, cũ rồi, đạn từ thời Mỹ chưa chắc còn nổ được. Còn mấy tàu thuộc dạng tốt thời chế độ cũ, thì sau 30 tháng 4 năm 1975, đã bị chính những người bỏ trốn đánh chiếm một số, số khác bị họ dùng để vượt biên qua Mỹ. Ngoài ra, một số tàu họ còn đem tặng không cho nước khác khi thua chạy. Thứ hai, tàu Trung Quốc nó đậu cách mấy hải lý, nó dùng pháo lớn bắn vào nước ta. Nếu tàu của ta bắn lại cũng không bắn tới. Việt Nam khẳng định chủ quyền đưa ra chủ yếu là các phương tiện vận tải, anh em công binh ra giữ chủ quyền. Chứ nước ta không đưa tàu chiến ra để đối đầu nổ súng. Chủ quyền là của mình. Mình có trách nhiệm tiếp tục đóng giữ, bảo vệ. Chủ trương của Việt Nam là vậy. Có đưa tàu chiến ra Trường Sa là để tăng cường hỗ trợ, bảo vệ. Khi nước ta có chủ trương tiến hành làm nhà cao chân trên tất cả các đảo chìm, chúng ta dùng từ đóng giữ vì chủ quyền của Việt Nam rồi chứ không phải Việt Nam chiếm đóng. Chính vì quan điểm đó nên chúng ta dù khó khăn mấy cũng làm bằng phương tiện thô sơ của mình. Còn Trung Quốc, họ muốn có chủ quyền bằng sức mạnh, tức là một cái tàu đưa người định chiếm đóng đảo nào thì có tàu chiến khác đi cùng. Thậm chí là tàu tuần dương như tàu Hồng 64, Hồng 62, họ đi đâu đều có phương tiện đồng bộ sẵn sàng nổ súng. Nếu lúc đó mình đưa tàu chiến ra, tình hình trở nên phức tạp hơn. Có thể xảy ra chiến tranh khốc liệt hơn mà hy sinh của mình lớn hơn vì Trung Quốc nó có phương tiện đầy đủ hơn. Nó đánh từ xa, phóng tên lửa từ xa, từ tàu tuần dương, tàu khu trục cỡ lớn. Khi chiến sự xảy ra, lực lượng Liên Xô không tham gia vì sẽ làm vấn đề trở nên phức tạp. Họ chỉ giúp mình xác định tọa độ, cung cấp cho mình các phương tiện, báo cho mình thông tin về lực lượng của nó, chứ họ không ra mặt ở đó được. Thiết nghĩ, nếu lúc đó Liên Xô vào là cái cớ để lực lượng Mỹ cũng có mặt, thì trở nên còn phức tạp hơn nữa. Tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa đâu chỉ có Việt Nam và Trung Quốc. Năm 1975, Việt Nam đóng giữ 5 đảo ở quần đảo Trường Sa gồm Sơn Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa. Năm 1978, Việt Nam đóng giữ thêm 4 đảo, An Bang ngày 10 tháng 3 năm 1978, Sinh Tồn Đông ngày 15 tháng 3 năm 1978, Phan Vinh ngày 30 tháng 3 năm 1978, Trường Sa Đông ngày 4 tháng 4 năm 1978. Tổng cộng đến năm 1978, ta đóng giữ 9 đảo ở quần đảo Trường Sa đều là đảo nổi. Ngày 5 tháng 3 năm 1987, Hải quân Việt Nam đóng giữ đảo Thuyền Trài. Trong chiến dịch Siku 88, trước ngày 14 tháng 3 năm 1978, Hải quân Việt Nam đóng giữ thêm 7 đảo. Đá Tây ngày 2 tháng 12 năm 1987, Tiên Nữ ngày 25 tháng 1 năm 1988, Đá Lát ngày 5 tháng 2 năm 1988, Đá Đông ngày 19 tháng 2 năm 1988, Đá Lớn ngày 20 tháng 2 năm 1988, Tốc Tàng ngày 27 tháng 2 năm 1988, Núi Lè ngày 28 tháng 2 năm 1988. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, lực lượng ta trên tàu HQ-625 đã cắm được cờ trên bãi đá Lên Đào, nhưng do Trung Quốc cản trở nên ta chưa thể dựng nhà được. Sau đó trong thế hai bên rình rập nhau, ta đã khôn khéo chấp thời cơ đổ người đổ phương tiện lên đóng giữ đảo đá Lên Đào chỉ trong một đêm. Ngày 15 tháng 3 năm 1988, chỉ một ngày sau sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, ta không lấy lại được Gạc Ma, nhưng đóng giữ thành công đảo Đá Thị, một vị trí rất quan trọng ở cụm đảo Nam Yết. Ngày 16 tháng 3, ta tiếp tục đóng giữ đảo Đá Nam, tổng cộng trong Siku 88. Ta đóng giữ 11 đảo chìm, còn Trung Quốc đã chiếm đóng bằng vũ lực được 6 đảo, trong đó có Gạc Ma. Như vậy, phù hợp với thực lực và khả năng, cũng như quyết sách của Đảng là không tạo cơ hội để các nước khác có ý đồ leo thang quân sự ở Biển Đông. Bằng phương pháp hòa bình và ý chí, ta đã có thể đảm bảo được nhiệm vụ của Siku 88. Hoàn thành ở mức hoàn thành, đặt nền tảng bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Tháng 11 năm 1988,
Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ bảo vệ khu vực DK1 ở thêm lục địa phía Nam. Mất Gạc Ma sau Siku 88 và sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, quý vị và các bạn đã có thể tự trả lời. Quý vị thân mến, nhà nước phong kiến Việt Nam đã biết đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khi đó được gọi dưới tên chung là Đại Trường Sa Hoàng Sa hay Vạn Lý Trường Sa, và coi chúng là một phần lãnh thổ của mình. Tôi đã chỉnh sửa lại đoạn văn như sau. Suốt 3 thế kỷ từ 17 đến 19, chính quyền phong kiến Việt Nam đã thực thi liên tục chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa bằng cách thường xuyên cử các đội tuyển Hoàng Sa và Bắc Hải đến các đảo này hàng năm để khảo sát, đo đạt, khai thác tài nguyên một cách có hệ thống, thu lượm các tài sản chìm đắm, xây miếu, dựng đền và trồng cây như các biểu tượng khẳng định chủ quyền, tổ chức thu thuế, cứu trợ các tàu thuyền nước ngoài gặp nạn. Việc thực thi chủ quyền này diễn ra hoàn toàn không gặp bất cứ sự phản đối hay tranh chấp nào từ phía các quốc gia khác, kể cả Trung Quốc. Theo luật quốc tế, bản thân quyền phát hiện đầu tiên một lãnh thổ vô chủ không đủ để tạo ra danh nghĩa pháp lý cho quốc gia phát hiện. Muốn thu được chủ quyền, quốc gia này phải tiếp tục chiếm cứ hiệu quả lãnh thổ đó. Hai nguyên tắc cơ bản trong việc thu được chủ quyền là nguyên tắc thực sự, tức là chiếm hữu thực sự lãnh thổ vô chủ, coi nó như một bộ phận lãnh thổ của mình và thực thi quyền hạn nhà nước, quản lý hành chính trong một thời gian hợp lý. Và nguyên tắc công khai, việc chiếm cứ phải được các quốc gia khác công nhận. Một cá nhân hay một công ty không thể thu được chủ quyền lãnh thổ. Ngoài yếu tố vật chất, việc thu được thực sự đồng thời còn đòi hỏi yếu tố tinh thần, nghĩa là ý chí của quốc gia muốn thu được lãnh thổ vô chủ. Việc thực thi chủ quyền của nhà nước phong kiến Việt Nam có đầy đủ các yếu tố vật chất và tinh thần, được thực hiện trong một thời gian dài, hoàn toàn không gặp bất cứ sự phản đối hay tranh chấp nào từ phía các nước khác, đảm bảo được cả nguyên tắc thực sự và nguyên tắc công khai. Do đó, việc xác lập chủ quyền quần đảo Hoàng Sa bởi Việt Nam trong thời kỳ nhà nước phong kiến là không thể tranh cãi, và ít nhất từ thế kỷ 17, Hoàng Sa đã không còn là lãnh thổ vô chủ. Sau khi thiết lập chế độ bảo hộ tại Việt Nam, Pháp đã đại diện cho Việt Nam trong việc thực thi và bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đến ngày 14 tháng 10 năm 1950, chính phủ Pháp chính thức trao lại cho chính quyền Bảo Đại việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 22 tháng 8 năm 1956, sau khi quân Pháp rút đi, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập ngay lập tức kiểm soát của họ tại Hoàng Sa và Trường Sa và đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp này. Nhà nước Cộng Hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời là bên kế thừa hợp pháp của hai nhà nước trước đó, tiếp tục sở hữu danh nghĩa pháp lý đối với quần đảo Hoàng Sa cho đến nay. Tuy đã mất yếu tố vật chất do bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực, nhưng Việt Nam vẫn luôn thực thi chủ quyền của mình bằng yếu tố tinh thần. Tháng 12 năm 1982, Việt Nam đã thành lập huyện Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Tôi đã chỉnh sửa lại đoạn văn như sau. Vậy, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để Việt Nam giải quyết và đòi hỏi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Theo đó, chúng ta cần tận dụng tất cả các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, APEC, ASEAN, Thượng đỉnh Đông Á nhằm tranh thủ công lẫn quốc tế cho một cuộc đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc. Thiếu sự hỗ trợ tinh thần và pháp lý của cộng đồng quốc tế sẽ khiến khả năng chấp nhận của Trung Quốc trên bàn đàm phán song phương vốn đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. Đương nhiên, không thể không vận dụng sức mạnh của dư luận và trí tuệ nhân dân, học giả và chuyên gia các giới Việt Nam trong và ngoài nước để tác động đến nhân dân thế giới và những nhà đàm phán Trung Quốc. Những tác động này phải đủ mạnh và kiên trì, đầy nhưng đồng thời cũng khẳng định thiện chí đàm phán và hợp tác hòa bình với Trung Quốc. Chúng ta cần đưa vấn đề Hoàng Sa ra đàm phán song phương với phía Trung Quốc, cùng lúc phân tích cái lợi của việc đàm phán này đối với các lợi ích khác của Trung Quốc, như sức mạnh mềm, bình an ở vùng biển phía Nam để phát triển kinh tế của họ. Và cần đưa việc tranh chấp Hoàng Sa vào phạm vi điều chỉnh của COC, quy tắc ứng xử trên Biển Đông, cũng như các văn bản khác trong tương lai. Tất nhiên, chúng ta vẫn dùng khéo léo vị thế mà mình đang có để đàm phán với Trung Quốc, để họ hiểu rằng đàm phán song phương và hòa bình là cách mà Trung Quốc sẽ được nhiều hơn về uy tín trên trường quốc tế. Cùng với đó là lập cơ quan chuyên trách. Nhà nước cần lập cơ quan chuyên trách làm đầu mối và quy tụ các trí thức am hiểu về ngoại giao, sử học, công pháp quốc tế, Trung Quốc học để liên tục đưa ra yêu cầu giải quyết và khẳng định chủ quyền Hoàng Sa một cách thiện chí và hòa bình. Cơ quan này có trách nhiệm chuẩn bị cho chứng cứ pháp lý và lịch sử
sẵn sàng cho việc đưa tranh chấp Hoàng Sa ra Tòa án Công lý Quốc tế, EGC. Chúng ta cần nghiên cứu kinh nghiệm từ những vụ án xét xử tranh chấp lãnh thổ giữa các nước Malaysia, Singapore, Indonesia, Campuchia, Thái Lan. Theo luật quốc tế, tòa chỉ có thẩm quyền giải quyết một tranh chấp một khi tất cả các bên trong tranh chấp công nhận thẩm quyền của tòa cho vụ tranh chấp đó. Hiện tại, Trung Quốc chưa hề công nhận thẩm quyền xét xử của tòa cho tranh chấp Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam không thể kiện Trung Quốc trước tòa để giải quyết tranh chấp về Hoàng Sa. Chúng ta cần đàm phán, gây áp lực với Trung Quốc để đạt được một sự đồng ý của Trung Quốc nhằm đưa tranh chấp Hoàng Sa ra trước EGC. Đây là phiên bản đã sửa lỗi chính tả của đoạn văn. Công việc này đòi hỏi sự bền bỉ. Vì vậy, các kinh nghiệm về đấu tranh, kiến thức về đàm phán, pháp luật, lịch sử cũng cần được học tập và ứng dụng một cách lâu dài. Nhà nước cần phổ biến thông tin một cách sâu rộng trong toàn dân và kiều bào để có sự hậu thuẫn cao nhất cho sự nghiệp lớn này. Nhân dân ta thông hiểu đầy đủ thì mới gia tăng sức mạnh của ngoại giao nhân dân và tác động mạnh mẽ đến nhân dân Trung Quốc và Hoa Kiều trên toàn thế giới. Chúng ta cần kêu gọi tập trung chiếm cứ về Hoàng Sa, đồng thời đề nghị các học giả Việt Nam trong và ngoài nước cung cấp, phân tích và hệ thống hóa các chứng cứ này. Và điều rất quan trọng là chúng ta chủ động chọn thời điểm để nêu vấn đề khôi phục và thu hồi Hoàng Sa tại các diễn đàn thế giới và khu vực để chuẩn bị dư luận ngoài nước. Biển Đông đang dậy sóng với những nguy cơ chiến tranh hiện hữu ngày một rõ ràng hơn. Cuộc chiến địa chính trị tại vùng biển nóng bỏng hàng đầu thế giới đang khiến người ta phải hồi hộp dõi theo. Chính trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crittenbrink cũng nói rằng tình hình ở Biển Đông rất đáng lo ngại. Ông nhấn mạnh các hành động gần đây của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp là gây bất ổn sâu sắc. Cùng lúc đã có những thông điệp qua lại giữa Việt Nam và Philippines, báo hiệu về việc thành lập một mối quan hệ đoàn kết hơn giữa các nước nhỏ trước cường quyền của Trung Quốc. Tất cả những diễn biến này đã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông leo thang. Trong khi Việt Nam cũng đang tìm kiếm những đòn bẩy an ninh trong bối cảnh thế giới đầy rẫy xung đột phức tạp này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này. Trợ lý Ngoại trưởng Crittenbrink từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Reuters dẫn phát biểu của ông trong cuộc họp báo ở Hà Nội rằng chúng tôi cho rằng các hành động của Trung Quốc, đặc biệt là các động thái gần đây của nước này xung quanh bãi cỏ mây đối với Philippines là vô trách nhiệm, hung hăng, nguy hiểm và gây bất ổn sâu sắc. Các quan chức Philippines vào hôm 21 tháng 6 cho biết họ không cân nhắc việc kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau khi cáo buộc Trung Quốc gây hấn cản trở nhiệm vụ tiếp tế tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông vào đầu tháng 6 năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì bác bỏ cáo buộc của Philippines. Người phát ngôn bộ này khẳng định đó là các hành động hợp pháp, chuyên nghiệp và không thể bị chỉ trích. Ông Crittenbrink nói, chúng tôi cho rằng mọi quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, cần tôn trọng luật pháp quốc tế và cần hành xử có trách nhiệm trong lĩnh vực hàng hải. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crittenbrink đến Hà Nội vào thứ Sáu ngày 21 tháng 6, ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây càng là dấu hiệu cho thấy an ninh tại Đông Nam Á, tại Biển Đông đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều cường quốc. Bản thân Nga cũng đang cố gắng xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương với chính sách hướng Đông sau khi đổ vỡ quan hệ với phương Tây. Như vậy, lúc này, Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang cố gắng gây ảnh hưởng địa chính trị tại Đông Nam Á, nơi ngày càng quan trọng hơn, trong một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang là tâm điểm cạnh tranh của các cường quốc đối thủ. Những hành động mang tính cưỡng ép và bắt nạt của Trung Quốc mới đây đối với Philippines chính là đòn cảnh báo Mỹ và đồng minh. Chiến thuật vòm xám của Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng hơn, không ngại sử dụng vũ lực và các loại vũ khí lạnh, thậm chí là gây thương tích cho đối phương. Hôm 4 tháng 6, tờ Asia Times trích dẫn tuyên bố của Trung Quốc về ý định thực thi luật bắt giữ công dân nước ngoài đi vào vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Quy định này được gọi là thủ tục thực thi pháp luật hành chính dành cho các cơ quan cảnh sát biển, chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6 năm 2024. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ vụ bắt giữ nào theo luật mới của Trung Quốc đều có thể thực hiện bằng súng, làm tăng nguy cơ xảy ra một vụ việc chết người. Rõ ràng, cái gọi là lệnh bắt giữ người xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền là hành động leo thang nguy hiểm ở Biển Đông. Nó có thể gây ra xung đột trong khu vực vì Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tới 90% diện tích Biển Đông. Song, không có ai thừa nhận điều đó cả.
Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Philippines ngay trước chuyến công du của ông Chris Spring đến Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết sẵn sàng đàm phán với Philippines sau khi Philippines đệ trình báo cáo ranh giới ngoài lục địa ở Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thêm lục địa của LHQ. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói hôm 20 tháng 6 nhấn mạnh rằng các quốc gia ven biển có trách nhiệm tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia ven biển khác có đường bờ biển đối diện hoặc liền kề khi đệ trình ranh giới ngoài thềm lục địa của mình. Bà Hằng khẳng định Việt Nam bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, và sẵn sàng trao đổi với Philippines để tìm kiếm và đi đến giải pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Trước đó, hôm 15 tháng 6, Philippines đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc yêu cầu về thềm lục địa mở rộng ACS ở Biển Đông. Ông Marshall Luis Alvarez, Phó Lý Ngoại trưởng Philippines, tuyên bố: "Hôm nay chúng tôi bảo đảm tương lai của mình bằng cách tuyên bố quyền độc quyền việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi ACS của chúng tôi." Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc đệ trình đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chấp nhận và dựa trên nghiên cứu kỹ thuật và khoa học toàn diện về thềm lục địa ở biển Tây Philippines. Cách gọi của Philippines đối với một phần biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông hôm 20 tháng 6 nhận định, bên cạnh căng thẳng với Bắc Kinh, việc Việt Nam tích cực bồi đắp ở quần đảo Trường Sa trong năm nay có thể gây xung đột với Manila. Dù vậy thì đây được cho là sự truyền đạt giọng điệu tuyên truyền của Bắc Kinh với ý định chia rẽ hai nước đang có cùng những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Trên thực tế, báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á, IMT cho thấy Việt Nam đã tăng tốc độ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa trong 6 tháng qua. Diện tích đất bồi đắp đạt 280 ha, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động này tập trung chủ yếu tại các bãi cảng, điểm đảo như là Thiên Trài, Nam Yết, Phan Vinh và Đá Lớn. Mục đích được cho là để củng cố chủ quyền và tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam tại Biển Đông. John Bradford, Giám đốc điều hành Hội đồng Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Yokosuka, nhận định với South China Morning Post, việc xây đảo của Việt Nam cho thấy tính phức tạp của các tranh chấp ở Biển Đông, nơi các cuộc thảo luận thường đơn giản hóa vấn đề thành Trung Quốc đối đầu với Đông Nam Á. Trong khi các quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền cũng rất có nhiều bất đồng. Tuy nhiên, ông Bradford cũng nhấn mạnh, hoạt động xây đảo của Việt Nam không phải là mối đe dọa trực tiếp đến chủ quyền của Manila và rất khó có khả năng quan hệ Philippines, Việt Nam sẽ leo thang thành khủng hoảng. Joshua Espana, nghiên cứu viên thường trú và phó chủ tịch của Viện Nghiên cứu Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế, có trụ sở tại Manila, chia sẻ với South China Morning Post rằng các hoạt động của Việt Nam không gây ra mối đe dọa an ninh ngắn hạn đối với lợi ích của Philippines do quy mô hoạt động còn hạn chế so với Trung Quốc. Vào đầu tháng 5 năm 2024, tờ Inquirer của Philippines tường thuật nhất định của các học giả tại một viện nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Philippines và Việt Nam nên củng cố hợp tác nhằm bảo vệ lợi ích chung trước những hoạt động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiến sĩ Larry Foreman từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye đã khẳng định sự hợp tác giữa Philippines và Việt Nam cần được đẩy mạnh hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh hai quốc gia có chung những lợi ích cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác. Giáo sư Alexander E. Vuving cũng từ Viện Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương nhận xét Việt Nam và Philippines là hai quốc gia dễ bị tổn thương bởi chính sách chia đệ trị của Trung Quốc. Là những quốc gia nhỏ hơn, Philippines và Việt Nam nên hợp tác để giảm bớt sự chênh lệch quyền lực với Trung Quốc. Hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm và các thách thức hiệu quả nhất để chống lại hành động cưỡng ép, ông Vuving khẳng định. Một trong những bước đi đáng chú ý trong hợp tác hàng hải giữa Việt Nam và Philippines là thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước được ký trong chuyến thăm của Marcos tới Hà Nội vào hồi tháng 1 năm 2024. Liên quan đến vấn đề giữa ba nước này, ông Vuving từng nói vào tháng 1 năm 2024 rằng chiến lược tốt nhất của Trung Quốc là tầm ảnh hưởng, tức là dần dần đẩy đuổi Việt Nam và Philippines, rồi biến thành điều gọi là bình thường mới và dần dần ép các nước chấp nhận thực tế mới của Trung Quốc.
Đây là chiến lược tương đối hữu hiệu của Trung Quốc. Nhận định về vai trò của Nga trên Biển Đông nhân dịp Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam, giáo sư Vũ Vinh cũng bình luận rằng về Biển Đông, các công ty dầu khí của Nga góp phần giúp Việt Nam giữ chủ quyền lãnh thổ ở khu vực này. Mặt khác, khi Nga giúp Việt Nam ở Biển Đông thì không bị Trung Quốc phản ứng mạnh như khi Mỹ hay Nhật Bản giúp. Căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao tại Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cho rằng Washington và Bắc Kinh đang đàm phán thường xuyên hơn để tránh xung đột ở Biển Đông, bất chấp mối quan hệ đầy tranh cãi và cạnh tranh giữa hai nước. Quân đội của chúng tôi đang hoạt động rất gần nhau ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Chúng tôi không muốn gửi đi tín hiệu sai, ông Burns nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC News ở Bắc Kinh cuối tháng 6. Biển Đông đã trở thành một điểm nóng nguy hiểm, nơi các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đang làm gia tăng căng thẳng với Đài Loan và Philippines, cũng như đồng minh mạnh nhất của họ là Mỹ. Các tàu Trung Quốc và Philippines đã chơi trò mèo vờn chuột nguy hiểm trong vùng biển tranh chấp này trong những tháng gần đây. Cuộc xung đột mới nhất trong tuần này được cho là liên quan đến việc thành viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc lên một chiếc tàu của Philippines và tấn công thủy thủ bằng kiếm và dao. Mỹ, quốc gia đã liên kết các liên minh quân sự từ Manila đến Tokyo, đã nhiều lần tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của các đồng minh ở Biển Đông. Điều này khiến mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn. Mối quan hệ vốn đã quay cuồng vì cuộc xâm lược của Nga, các tuyên bố của Trung Quốc về Đài Loan và cuộc chiến thương mại. Ông Burns cho biết, đây là những điểm nóng vẫn chia rẽ hoàn toàn hai bên. Nhưng điều quan trọng là phải cố gắng đoàn kết mọi người nếu có thể. Trung Quốc đã đồng ý tăng cường liên lạc giữa quân đội với quân đội, và điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Cần có sự liên lạc vì một sự cố, một sự hiểu lầm dẫn đến xung đột là điều không ai muốn cả, nhà ngoại giao 68 tuổi khẳng định. Trong khi căng thẳng đã giảm bớt, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có nguy cơ phá vỡ mối quan hệ một lần nữa. Ông Burns nói, chúng tôi đã cảnh báo Trung Quốc không được can dự vào cuộc bầu cử của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức, cách thức nào. Đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ rất lo ngại về khả năng này. Đầu năm nay, các quan chức FBI cho biết Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục nỗ lực gây chia rẽ và giúp truyền bá thông tin sai lạc trên mạng. Đại sứ Nicholas Burns cho biết FBI có bằng chứng về hành vi xâm lược mạng của chính quyền Trung Quốc đối với Mỹ. Bắc Kinh luôn phủ nhận cáo buộc về chiến tranh mạng do nhà nước bảo trợ và nói rằng họ cũng là nạn nhân của loại tội phạm này. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden lẫn ứng viên đối thủ Donald Trump đều đua nhau tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh, một chiến lược danh phiếu bầu mà họ chú trọng. Vào tháng 5, Tổng thống Biden đã công bố một loạt mức thuế mới đối với ô tô điện, tấm pin mặt trời và các hàng hóa khác do Trung Quốc sản xuất. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo có thể trả đũa bằng chính sách thuế quan của mình. Nhưng ranh giới lớn nhất hiện nay có thể là cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ dường như tin rằng Trung Quốc có thể nắm giữ chìa khóa để ngăn chặn bước tiến của Nga trên chiến trường. Và đại sứ Burns nhắc lại thông điệp của Washington rằng sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với cuộc xâm lược của Moscow sẽ không được dung thứ. Ông nói, Trung Quốc không trung lập trong cuộc chiến này. Trung Quốc đang thể hiện bản chất thực sự của mình. Đó là ủng hộ Nga, ủng hộ Putin khi ông ta phát động cuộc chiến tranh man dợ này với dân thường Ukraine. Chúng tôi biết những gì các công ty Trung Quốc đang vận chuyển và chúng tôi biết tác động của nó đối với khả năng tiến hành cuộc chiến này của Nga. Ông cho biết, có hàng chục ngàn công ty Trung Quốc đang hỗ trợ Moscow. Chúng tôi đã trừng phạt một số lượng lớn và chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa nếu chính phủ ở đây không dừng lại. Tuyên bố của ông Burns lặp lại những tuyên bố của G7 ở Ý, vốn cho rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga đã tạo điều kiện cho cuộc chiến ở Ukraine. Họ cũng đe dọa sẽ có thêm các biện pháp nhằm trừng phạt các công ty Trung Quốc mà họ cho rằng đang giúp Nga lách lệnh. Tuy nhiên, cũng có một số người coi tình hình hiện tại đã có cải thiện so với năm 2022, sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi. Bắc Kinh đã cắt đứt mọi liên lạc cấp nội các với Washington. Mối quan hệ một lần nữa trở nên tồi tệ vào đầu năm 2023 trước chuyến thăm của ông Biden. Ông đã hủy chuyến đi sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc bay qua không phận Bắc Mỹ. Mối quan hệ rốt cuộc đã dần ổn định vào tháng 11 năm ngoái, khi ông Biden và ông Tập gặp nhau tại San Francisco. Ông Burns cho biết hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông thật khó khăn. Ông có rất ít giao tiếp với các quan chức Trung Quốc. Ông nói thêm, giờ đây quan hệ tương đối tốt hơn,
nhưng ông nhìn thấy một con đường khó khăn phía trước. Sự cạnh tranh khắc nghiệt sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Đài Loan tập trận mô phỏng sát thực chiến với Trung Quốc. Trong khi đó, các cuộc tập trận của Đài Loan năm nay sẽ sát với thực chiến nhất có thể. Không chỉ còn là những màn trình diễn để ghi điểm, mà tập trung vào mô phỏng chiến đấu thực sự trước mối đe dọa thù địch gia tăng nhanh chóng từ Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Đài Loan đã cho biết. Trung Quốc luôn coi đảo Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình, đã tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên xung quanh hòn đảo này suốt 4 năm qua để gây áp lực, buộc Đài Bắc chấp nhận yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Đài Loan. Đài Loan sẽ bắt đầu các cuộc tập trận Hán Quang kéo dài 5 ngày vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Đài Loan bình luận trong điều kiện ẩn danh để có thể chia sẻ thoải mái hơn, cho biết cần cấp bách phải suy xét lại cách thức tiến hành tập trận. Trong những năm gần đây, mối đe dọa từ kẻ thù đã thay đổi nhanh chóng. Quan chức này khẳng định, kế hoạch tác chiến phòng thủ của chúng tôi phải liên tục được điều chỉnh và tính cấp thiết của việc huấn luyện chiến đấu toàn diện ngày càng trở nên quan trọng. Quan chức này cho biết, những phần chủ yếu nhằm mục đích biểu diễn như diễn tập đã bị hủy bỏ, trong khi năm nay sẽ có các cuộc tập trận vào ban đêm và điều bất thường là bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, quan chức này nói. Người này chia sẻ thêm, không tập trung vào việc ghi điểm nữa. Chúng tôi muốn những người lính tự hỏi, liệu đây có phải là thực tế hay không? Mọi thứ có thể trục trặc, chẳng hạn xe cộ hỏng hóc, nhưng không sao cả. Đây là những vấn đề có thể phải đối mặt trong thực chiến. Quan chức giấu tên nói thêm, người này còn nhất định rằng các cuộc tập trận sẽ là trải nghiệm liên tục, chiến tranh không phân biệt giữa ngày và đêm. Bộ Cơ phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận về các cuộc tập trận. Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố việc Đài Loan cho rằng có thể dùng vũ khí để ngăn chặn công cuộc thống nhất là vô vọng. Thông báo về cuộc tập trận hồi tháng 4, Bộ Cơ phòng Đài Loan cho biết các trò chơi chiến tranh sẽ được diễn tập ở các khu vực tiêu diệt trên biển để phá vỡ thế phong tỏa và mô phỏng kịch bản mà Trung Quốc bất ngờ biến một trong những cuộc tập trận thường xuyên quanh hòn đảo thành một cuộc tấn công thực sự. Quan chức này cho biết chỉ bằng cách xác minh bằng thực chiến theo thời gian thực, chúng tôi mới có thể thực sự hiểu được khả năng và hạn chế của quân đội mình. Trung Quốc đã tổ chức 2 ngày tập trận quanh hòn đảo ngay sau khi Tổng thống Lại Thanh Đức nhậm chức vào tháng trước, nói rằng đó là sự trừng phạt cho bài phát biểu nhậm chức của ông Lại mà Bắc Kinh lên án là chứa đầy nội dung mang tính chất ly khai. Nhưng Trung Quốc cũng đang sử dụng chiến tranh vùng xám chống lại Đài Loan, dùng các chiến thuật bất thường để khiến kẻ thù kiệt sức bằng cách liên tục cảnh giác mà không cần đến chiến đấu mở. Điều này bao gồm việc gửi khinh khí cầu qua hòn đảo và các nhiệm vụ của lực lượng không quân hầu như ngày ngày bay trên bầu trời gần Đài Loan. Trung Quốc chưa bao giờ loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào sự kiểm soát của mình. Ông Lại, người nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ, đã nhiều lần đề nghị đàm phán nhưng bị từ chối. Quan chức Đài Loan giấu tên đã từ chối bình luận về việc ông Lại sẽ tham dự với tư cách là tổng tư lệnh như thông lệ và phần nào của các tập trận. Người này cũng không tiết lộ liệu có quan sát viên của Hoa Kỳ có mặt hay không. Kể từ đầu năm 2024 cho tới nay, các cuộc đụng độ tại Biển Đông đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp hơn. Điều dễ thấy nhất đó là việc Trung Quốc đang ngày càng ngang ngược hơn tại các vùng tranh chấp. Họ miệng thì tuyên bố ủng hộ hòa bình, nhưng ngay sau đó lại xua tàu gây tranh chấp với các quốc gia khác. Sự cảnh giác thì luôn được đặt lên hàng đầu. Và thay vì chỉ lời nói, chúng ta cần thêm nhiều hành động hơn. Kể từ năm 2012, Trung Quốc ngày càng gia tăng cái gọi là chiến thuật vùng xám. Hiểu đơn giản là biến những vùng bình thường thành những vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng biển của mình từng bước một. Bằng chứng là họ đã thành công với việc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Ngay sau đó là sự kiện HD981 với Việt Nam. Liên tục sau đó là những tranh chấp với Malaysia, Indonesia và Philippines. Với Việt Nam, đã có 2 cuộc đụng độ quy mô lớn tại bãi Tư Chính năm 2019 và đá ba đầu năm 2021. Năm 2024 đang ghi nhận một loạt những vụ tranh chấp chưa từng thấy trong gần 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, từ đó mà mình thấy được rằng Việt Nam và các quốc gia khác lại đang có những cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề tranh chấp với Trung Quốc. Chỉ mấy hôm trước, tôi đã có tin
tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Việt Nam ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Họ khảo sát trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng rằng Việt Nam hết sức quan ngại và kiên quyết phản đối, cũng như yêu cầu phía Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Vẫn là những câu văn mẫu quen thuộc thế thôi. Thế nhưng từ bức ảnh chụp được và hành động thì mình cho rằng Việt Nam đang có một góc nhìn khác về tranh chấp. Cho đến thời điểm mà mình đang viết kịch bản này, chỉ có duy nhất một bức ảnh được chụp về tàu HD-26 xâm phạm vùng vịnh Bắc Bộ. Đó là bức ảnh này. Về con tàu HD-26 thì mình không nói. Thế nhưng người chụp đã nói lên tất cả. Đó là lực lượng kiểm ngư của Việt Nam, một trong những lực lượng chấp pháp biển của chúng ta. Vậy thì điều này đã nói lên điều gì? Điều gì? Đó là việc Việt Nam đã coi việc tranh chấp với Trung Quốc là điều tất yếu và là chuyện thường ngày, bất chấp những tuyên bố ngoại giao tốt đẹp của các lãnh đạo Bắc Kinh. Bức ảnh này cho thấy rằng Việt Nam luôn cảnh giác và đề phòng Trung Quốc bất kỳ lúc nào ở bất kỳ đâu, dù là vùng không tranh chấp trên lý thuyết, khi mà ta đều biết việc phân chia vịnh Bắc Bộ với vùng biển phía Nam của Trung Quốc đã xong từ năm 2007. Thế nhưng sự kiện HD-981 hồi năm 2014 đã cho ta một bài học. Đó là trong mối quan hệ với Trung Quốc luôn phải có hợp tác, nhưng cũng luôn có những bất đồng. Trong lúc đánh giá cao các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc là một động lực để phát triển, Việt Nam cũng luôn phải cảnh giác để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào họ, đồng thời cần cảnh giác với những hành động gây hấn bất thình lình của họ. Và sự kiện tàu HD-26 này đã phần nào nói lên điều đó. Khi chỉ vừa vài tháng trước thôi, các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vẫn đang diễn ra đầy tốt đẹp, thì ngày hôm nay, một con tàu của họ đã xuất hiện ngay sát sườn chúng ta. Việt Nam thì giờ đây cũng không còn bất ngờ như năm 2014, mà dường như đã đoán trước được, khi lực lượng chấp pháp của chúng ta đã có mặt sẵn để đề phòng trường hợp này. Mình cho rằng, đó là tâm thế của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đồng thời, phần nào đó, nó phản ánh cách nhìn nhận của chúng ta về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tranh chấp là điều tất yếu với một quốc gia đầy dã tâm như Trung Quốc. Không thể ảo tưởng rằng những lời lên tiếng thông thường hay một lời nói cứng rắn có thể thay đổi được điều gì. Trong trường hợp này, thay vì tốn nước bọt trên mấy cái micro như Philippines, thì Việt Nam đã chọn cách nâng cao sức mạnh của mình để đủ sức đối phó với Trung Quốc. Cũng như cách ông cha ta ngày xưa chống lại giặc phương Bắc vậy, một mặt thì vẫn tỏ ra thần phục, tiếp nhận sắc phong, theo đúng câu nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế nhưng, đồng thời, thì vẫn cho sắm sửa binh khí, tích trữ lương thảo, động viên nhân dân. Chỉ cần giặc phương Bắc có ý định động binh là cả nước đều sẵn sàng vào tình trạng chiến tranh. Mình cho rằng điều quyết lõi để chúng ta chống lại giặc phương Bắc xâm lược không chỉ đến từ việc vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, mà còn vì tâm thế của chúng ta luôn trong trạng thái sẵn sàng cho một cuộc xung đột với chúng. Ngay ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy được điều này. Trong năm 2024 này, ta đã thấy được hành động leo thang, căng thẳng, chưa từng có của Bắc Kinh. Theo tường thuật trực tiếp của hãng tin Ikiroi Philippines, kể từ ngày 22 tháng 4 cho tới nay, tức là kết thúc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của Việt Nam, thì Philippines và Trung Quốc đã đang có tranh chấp quyết liệt tại khu vực bãi cạn Scarborough và một số khu vực quanh bãi cỏ mây. Theo truyền thông của Philippines, hành động này được xem là lời đáp trả của Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Balikatan giữa Mỹ và Philippines, cùng với một số quốc gia đồng minh của họ, bao gồm Mỹ, Pháp và Philippines, kéo dài từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Theo đó, 4 tàu hải cảnh và 6 tàu dân binh của Trung Quốc đã di chuyển rất nguy hiểm và cản trở 2 tàu Philippines đang thực hiện cuộc tuần tra tiếp tế cho ngư dân của họ tại khu vực bãi cạn. Vào thời điểm xảy ra vụ xích mích, khi 2 tàu của Philippines cách bãi cạn 12 hải lý, thì một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phun vào dòng tấn công 2 con tàu này. Khi cách bãi cạn hơn 900 mét, 2 tàu khác cũng xịt vào dòng từ hai phía, khiến lan can và mái che tàu của Philippines bị hư hại. Ngoài ra, Philippines còn tố cáo Trung Quốc đã tái thiết lập 380 mét dây phao chặn lối vào bãi cạn. Xin lưu ý rằng các vụ đụng độ này diễn ra khi cuộc tập trận giữa Mỹ, Pháp và Philippines vẫn đang diễn ra, tức là đang có sự hiện diện của chiến hạm và hàng ngàn binh sĩ Mỹ-Pháp ở đó. Như vậy, có thể thấy rằng căng thẳng Mỹ-Trung đã gia tăng thêm vài cấp độ so với trước đây. Còn nhớ cách đây vài năm,
Mỗi khi tàu Mỹ xuống Biển Đông tập trận, vừa rút đi, thì tàu Trung Quốc mới dám kéo vào. Còn giờ đây thì mọi chuyện đã khác. Khi Mỹ và đồng minh vẫn còn đang tập trận ở ngay Biển Đông, thì lập tức Bắc Kinh đã dám đáp trả thẳng thừng luôn và rất quyết liệt. Bằng các cuộc tập trận cùng thời điểm gây sự với đồng minh chiến lược của Washington, ngay trước mặt lực lượng của cường quốc quân sự số 1 thế giới mà không nể nang bất cứ điều gì, thì ngay cả hai chữ quan ngại Hoa Kỳ cũng chẳng dám lên tiếng để giúp anh bạn đồng minh của mình. Trong khi đó, ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận, Philippines vẫn như mọi khi, đó là họ tốn khá nhiều nước bọt với chiếc micro thay vì mồ hôi ngoài đại dương. Mới đây, Tổng thống Philippines nêu ranh giới đỏ và Biển Đông, coi là hành động chiến tranh nếu điều này xảy ra. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cảnh báo rằng bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng bởi một quốc gia khác ở Biển Đông thì nó sẽ rất gần với một hành động chiến tranh. Tổng thống Marcos đã nhiều lần đề cập tới các tranh chấp trong bài phát biểu của mình. Theo ông, những hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, gây hấn đã tiếp tục vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, đồng thời khẳng định Manila sẽ bảo vệ chủ quyền của mình tới từng milimét vuông cuối cùng. Làm như vậy thì cũng chẳng hơn ông Duterte trước kia là hứa tuyên bố là sẽ dùng cano ra biển cắm cờ lên bãi cạn Scarborough. Trong khi Việt Nam chúng ta đã thay đổi tâm thế, coi việc đối đầu với Trung Quốc ngoài Biển Đông là điều ắt phải xảy ra trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh, thì Philippines vẫn chưa thay đổi tâm thế, vẫn dựa vào những lời nói cứng rắn, đồng thời là cái uy danh của ông bạn đồng minh Hoa Kỳ để hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không dám làm càng. Thế nhưng điều này đã phản tác dụng khi chỉ vừa vạch ra làn ranh đỏ vào ngày mùng 2 tháng 6, thì chỉ ngay ngày hôm sau, căn cứ theo hệ thống định vị hàng hải AIS, Hoa Kỳ đã xác định có đến 32 tàu dân binh của Trung Quốc đã trà xuống Biển Đông. Trong đó đa phần là tràn xuống khu vực bãi cạn Scarborough, một tàu xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực bãi tư chính của Việt Nam, một tàu xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Về phần đụng độ ở bãi tư chính, mình đã trình bày ở nhiều video trước. Việt Nam luôn duy trì một đội từ 12 tới 20 tàu túc trực ở đây, chỉ chờ Trung Quốc có ý đồ xâm nhập là truy cảng ngay. Còn về phần Philippines, rõ ràng là lời nói của ông Marcos chẳng những không khiến Bắc Kinh run sợ, mà còn khiến họ hành động mạnh hơn. Khi chỉ vừa nói xong, thì Trung Quốc đã lại điều tàu xuống đây. Thủ đoạn thì như mình vừa nói là biến vùng yên bình thành vùng tranh chấp, rồi thì từ đó biến vùng tranh chấp thành vùng của mình. Không biết là sau sự việc này, Philippines có thêm phản ứng gì không? Và ông bạn đồng minh siêu cường số 1 thế giới có lên tiếng quan ngại giúp hay không? Hay là lại bảo bạn hãy mua vũ khí của tôi đi? Ở phần trên mình còn nói, Việt Nam đã coi việc tranh chấp với Trung Quốc là điều tất yếu và là chuyện thường ngày. Đương nhiên là không thể chỉ dựa vào vài bức ảnh, mà đó là vì chỉ vừa tháng 4 năm 2024 vừa qua thôi, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc lập đường dây nóng giữa quân chủng Hải quân Việt Nam với chiến khu miền Nam của Trung Quốc. Sự kiện này được xem là một dấu mốc ngoại giao giữa hai nước và được xem là tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi những thông tin nóng, giúp giải quyết kịp thời những tranh chấp, không để xảy ra đụng độ và giảm thiểu khả năng căng thẳng trên biển. Vậy nhưng, ngay cả khi ký xong, Việt Nam thay vì một cái thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng ký giấy trắng mực đen thế này thì yên tâm quá còn gì, nhưng thay vào đó là một tâm thế sẵn sàng cho đụng độ. Và đúng như vậy, chỉ 2 tháng sau thì chúng ta đã có bức ảnh ở trên, đúng như câu nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là theo kiểu tay bắt còn chân đạp. Cùng lúc đó, cũng giống như các cụ ngày xưa đi sắm sửa vũ khí, trong lúc mà các bên còn bận võ mồm trên truyền thông, Việt Nam chúng ta đã tranh thủ mở rộng đảo với vận tốc được xem là nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử. Theo số liệu và hình ảnh được Sáng kiến Minh bạch Hàng hải thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã mở rộng đáng kể trên 10 thực thể tại Trường Sa. Hiện nay, tổng diện tích bồi đắp của Việt Nam đã lên tới 2.360 mẫu Anh, tương đương với 955 hecta hay 9,5 km vuông, bằng một nửa diện tích đất mà Trung Quốc đã bồi lấp trái phép trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Điều đáng nói là năm 2021, diện tích bồi đắp của Việt Nam mới chỉ bằng 1/10 Trung Quốc. Thế nhưng trong chưa đầy 3 năm mà chúng ta đã có được những bước tiến thần tốc tại đây bằng 1/2 của họ. Tất nhiên,
Chúng ta không cố gắng phát động một cuộc chạy đua xây đảo ở Biển Đông khi mà chúng ta đều biết rằng Trung Quốc họ có tiềm lực lớn hơn cả Đông Nam Á này cộng lại. Thế nhưng, nó cũng cho thấy rằng Việt Nam luôn cảnh giác với Trung Quốc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời chúng ta cũng đưa ra một thông điệp. Việt Nam có thể gác lại quá khứ, thế nhưng không quên lịch sử đau thương. Và dù rằng chiến tranh là hy sinh, là mất mát, thế nhưng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng mà Việt Nam không bao giờ nhân nhượng. Xin trích dẫn lời Đại tướng Lê Đức Anh trong chuyến thị sát tại quần đảo Trường Sa năm xưa. Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Mỗi khi đề cập đến nguy cơ Trung Quốc có xâm lược Việt Nam lần nữa hay không, chúng ta thường đem ra so sánh tổng quy mô quân đội Trung Quốc với tổng quy mô quân đội Việt Nam. Đã có nhiều nhận định cho rằng, ngày nay Trung Quốc đã khác biệt, họ không chỉ đông mà còn mạnh mẽ. Do đó, nếu Trung Quốc một lần nữa đưa đại quân xuống, họ có thể dễ dàng đè bẹp được Việt Nam nhỏ bé. Thế nhưng, nếu nhìn lại lịch sử hai nước, ta sẽ thấy rằng chưa bao giờ Trung Quốc có thể huy động một cuộc chiến tổng lực như vậy. Bởi cũng như ai khác, ở Trung Quốc cũng tồn tại những lo ngại về địa lý, những yếu điểm cần được bảo vệ. Và nếu bỏ mặc những nơi này để tập trung vào một cuộc tấn công toàn lực vào Việt Nam, thì Việt Nam chưa chắc đã diệt vong, nhưng Trung Quốc chắc chắn sẽ một lần nữa tan rã và rơi vào hỗn loạn. Vậy rốt cuộc, Trung Quốc có xâm lược Việt Nam lần nữa hay không? Tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem. Vâng, thưa quý vị, thực tế đã từng xảy ra, đó là vào các cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Trong bài phát biểu của mình sau năm 1979, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã ấn định rằng Trung Quốc hiện nay có một đội quân 35 triệu người, nhưng họ phải để lại một nửa trên biên giới Trung Xô để phòng ngừa Liên Xô. Vì lý do đó, nếu họ mang 1 hoặc 2 triệu quân sang đánh chúng ta cũng không hề sợ hãi gì cả. Chúng ta chỉ có 600.000 quân ứng chiến, và nếu phải đối đầu với 2 triệu quân, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta không sợ vì chúng ta đã biết cách chiến đấu. Nếu họ mang vào 1 triệu quân, họ cũng chỉ có thể đặt chân ở phía Bắc, đối mặt với những làng mạc, thành phố, nhân dân và công tác phòng ngự. Không ai có thể thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả chống lại từng người dân. Thậm chí, có thể phải đánh nhau 2, 3 năm hoặc 4 năm, họ cũng không thể tiến vào được. Mỗi huyện là một pháo đài, mỗi tỉnh là một chiến trường. Chúng ta sẽ chiến đấu và họ sẽ không thể xâm nhập vào được. Trước khi đánh Việt Nam, Trung Quốc cũng đã nhận ra điểm yếu này của mình. Họ đã từng đòi quân đội Liên Xô phải hoàn toàn triệt quán khỏi Mông Cổ, đồng thời giảm số lượng các lực lượng vũ trang trên suốt tuyến biên giới Trung Xô. Những thứ mà Trung Quốc nhận lại là thái độ quyết tâm đối đầu của đối phương. Đó là vào đầu tháng 4 năm 1978, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Leonid Brezhnev khi đến thăm Siberia và hạm đội Thái Bình Dương, ông đã tuyên bố rằng sẽ triển khai trên tuyến biên giới các hệ thống vũ khí mới, ngoài những hệ thống vũ khí trang bị hiện đại đã có sẵn trên biên giới Trung Xô. Ngày 12 tháng 4 năm 1978, chính phủ Mông Cổ cũng đã công khai bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, tuyên bố rằng lực lượng quân đội Liên Xô được tăng cường và triển khai dọc biên giới Mông Cổ-Trung Quốc, nhưng là theo yêu cầu của Mông Cổ nhằm đáp trả việc tăng cường lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trên biên giới. Thái độ phản ứng của Liên Xô sau đó đã buộc Trung Quốc phải phân tán lực lượng để phòng ngừa. Theo đó, dọc tuyến biên giới Xô Trung đã tập trung khoảng 1,5 triệu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trên tổng số quân thường trực chiến đấu là 3,6 triệu người, tức gần phân nửa lực lượng. Con số này lại bị chia nhỏ ra để bảo vệ các yếu điểm khác. Cuối cùng, chỉ có 600.000 quân sang tấn công Việt Nam trên tổng số 3,6 triệu người. Và khi Trung Quốc chính thức phát hậu chiến dịch xâm lược Việt Nam, thì từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3, theo quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, trên tất cả các quân khu vùng biên giới phía Đông, trên lãnh thổ Mông Cổ và trên Thái Bình Dương, đã tiến hành cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng và diễn tập hải quân có sử dụng đạn thật. Trong cuộc diễn tập lớn nhất lịch sử quân sự, có sử dụng lực lượng của 20 sư đoàn binh chủng, hợp thành và không quân, với 200.000 quân nhân, 2.600 xe tăng,
900 máy bay và 80 chiến hạm, kế hoạch diễn tập và tiến hành tổ chức các phụ chủ lực không quân công kích trên các quân khu gần biên giới Trung Quốc. Sư đoàn đổ bộ đường không từ Tula được vận chuyển vào khu vực Chita trên quãng đường dài 5.500 km bằng máy bay vận tải quân sự, một tập bay trong thời gian 2 ngày. Các trung đoàn máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Ukraine và Belarus cũng được cơ động trực tiếp đường không đến các sân bay của Mông Cổ trên các vùng biển phía đông và phía nam Trung Quốc. Gần 50 chiến hạm của Liên Xô, trong đó có 6 tàu ngầm tiến hành các hoạt động sẵn sàng chiến đấu và đồng loạt triển khai diễn tập các hoạt động tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương. Riêng vùng biển Primorye tiến hành diễn tập đổ bộ đường biển. Trong tiến trình diễn tập, có những khoảng thời gian có tới 10 trung đoàn không quân tuyến một đội hình chiến đấu hoạt động. Các kết bay đã bay tổng cộng 5.000 giờ, đã sử dụng tới 1.000 quả bom và tên lửa trong diễn tập bắn đạn thật. Những đợt diễn tập lớn nhất được thực hiện tại Mông Cổ với sự tham gia của 6 sư đoàn bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp. 3 trong số đó, các đơn vị được điều động từ Siberia và Zabaykalsk. Và chỉ vài ngày sau khi cuộc tập trận của Liên Xô bắt đầu, ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc đã lo lắng về việc Liên Xô sẽ can thiệp vào chiến tranh. Trung Quốc và Bộ Vận tuyển tuyên bố rút quân về nước. Có thể thấy, nơi hiểm yếu đầu tiên của Trung Quốc đó chính là phía Bắc. Phía Bắc Trung Quốc tồn tại tới 2 cường quốc, một trong quá khứ và một thuộc thời hiện đại. Đầu tiên phải kể đến đế quốc Mông Cổ từng tung hoành khắp châu Á, châu Âu vào thế kỷ thứ 13-14. Chính Trung Quốc cũng từng trở thành nạn nhân của vó ngựa Mông Cổ. Phía trên Mông Cổ còn có Nga, một cường quốc hiện đại. Nga và Trung Quốc tiếp xác nhau ở khu vực Hắc Long Giang, bên bờ Thái Bình Dương, một phần khu tự trị Nội Mông và một phần nhỏ chỉ khoảng 40 km gần Kazakhstan. Do đó, chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của việc sống cạnh nước lớn. Nga, xuyên suốt chiều dài lịch sử, lãnh thổ Trung Quốc cũng đã nhiều lần bị xâm lược bởi hai nước, Mông Cổ và Nga. Thế nên tại đây, luôn có quân đội thường trực để phòng ngự. Mặc dù hiện nay nguy cơ an ninh từ phía Bắc đã giảm đi rất nhiều, do Mông Cổ đã suy yếu và việc tấn công Trung Quốc từ phía Bắc không khác nào tự sát, bởi quân đội sẽ phải vượt qua sa mạc khắc nghiệt. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn ở khu vực này sẽ làm bất cứ cuộc hành quân nào qua vùng Nội Mông trở nên không tở. Cuộc xung đột Ukraine cũng đang đẩy Nga và Trung Quốc lại gần nhau hơn. Kế hoạch phát triển vùng Viễn Đông của Nga chắc chắn phải dự phang sự giúp sức của Bắc Kinh. Và vùng Viễn Đông của Nga có khí hậu khắc nghiệt nên dân số chưa đến 10 triệu người so với khoảng hơn 100 triệu. Chỉ tính riêng vùng Mãn Châu của Trung Quốc, dải đất hẹp tiếp giáp giữa hai nước có thể là điểm yếu, nhưng Macau không có đủ tiềm lực cũng như lý do để tấn công Trung Quốc. Thế nhưng dù tình hình có thuận lợi như thế, nó vẫn không thể đảm bảo cho một chiến thắng hoàn toàn của quân đội Trung Quốc tại Việt Nam. Chúng ta hãy nhớ rằng, vào ngày 27 tháng 12 năm 1979, Liên Xô đã chính thức can thiệp quân sự vào Afghanistan nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Hafizullah Amin. Thế nhưng, Mark Sarva không thể lường trước được việc họ sẽ bị sa lầy ở Afghanistan gần 10 năm sau đó. Cuộc chiến Afghanistan cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Liên Xô sau đó. Do thời điểm đó, giá dầu giảm mạnh. Hàng năm, Liên Xô đã phải chi khoảng từ 2 đến 3 tỷ USD cho cuộc chiến ở Afghanistan. Liên Xô có thể càng đáng được chi phí đó vào thời điểm giá dầu cao nhất, đó là vào những năm 1979-1980. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 1980 đến tháng 6 năm 1986, giá dầu đã giảm gần 6 lần. Tham gia vào cuộc xung đột ở Afghanistan đã trở thành một gánh nặng quá sức đối với nền kinh tế tiểu tụy của Liên Xô. Trung Quốc ngày nay cũng vậy, họ không thể chấp thắng hoàn toàn mà phải đối mặt với nhiều rủi do nếu xâm lược Việt Nam. Đầu tiên là họ chắc chắn sẽ bị sa lầy ở nước ta. Thứ hai, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ là thứ phải chịu đòn đầu tiên do Mỹ và phương Tây sẽ có cớ để cấm vận và trừng phạt. Nếu Trung Quốc không thể đánh nhanh, thắng nhanh mà lại kéo dài trận chiến, làm tổn thương nền kinh tế, thì sẽ dẫn đến một kết cục mà trước đây họ đã từng bị rất nhiều lần, đó là tan rã thành nhiều nước nhỏ khác nhau. Vấn đề nội chính của Trung Quốc không thực sự ổn. Một khi chiến sự nổ ra, sẽ tạo điều kiện cho những vùng lãnh thổ khác nổi dậy nhằm chống lại sự cưỡng ép của Trung Quốc trong nhiều năm qua, như khu tự trị Tân Cương. Ở đây tồn tại một phong trào khủng bố có tổ chức đang muốn giành độc lập cho khu vực này. Ngoài ra, ở phía Tây Trung Quốc cũng là một vấn đề đáng bàn, vì giáp với Trung Quốc ở hướng này là Tây Tạng, mà sau Tây Tạng đó là một Ấn Độ, một đồng minh không chính thức của Việt Nam. Tây Tạng là nơi thượng nguồn của nhiều con sông lớn, bao gồm cả Hoàng Hà và Dương Tử ở Trung Quốc. Nó được mệnh danh là tháp nước thế giới.
Ấn Độ và Trung Quốc vốn cơm không lành, canh không ngọt. Giả sử Ấn Độ kiểm soát Tây Tạng và cả tháp nước, đó sẽ là mối họa thực sự với Trung Quốc. Thứ nhất, do sông là mạch nguồn có sự sống, cung cấp phù gia màu mỡ cho nông nghiệp và đóng vai trò cung cấp cái ăn cho gần 1 tỷ dân. Sông mà bị đứt đoạn thì chắc chắn dân tỷ Trung Quốc sẽ hỗn loạn. Thứ hai, ba con sông lớn nhất của Trung Quốc gồm Trường Giang, Hoàng Hà và Châu Giang đều bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng. Mặc dù là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc chỉ chiếm 6% lượng nước hoạt toàn cầu. Thế nên nếu Tây Tạng bất ổn thì Trung Quốc không chỉ thiếu ăn mà còn thiếu cả nước sinh hoạt. Trước đây, Trung Quốc từng tiến hạ thủ vi cường. Họ quyết định xua quân chiếm luôn Tây Tạng. Mặc kệ dân bản địa phản đối gay gắt đến đâu, nhưng tình hình kiểm soát cũng chỉ là tạm thời. Một khi chiến tranh xảy ra, Ấn Độ sẽ tự nhiên trở thành mối lo thường trực đối với Trung Quốc. Tiếp theo là ở hướng Đông, Đài Loan dù nhỏ bé nhưng luôn chờ thời cơ để tiến đánh đại lục. Đài Loan cũng giống với đại lục đều tuyên bố toàn bộ Trung Quốc là thuộc về mình. Nên dù họ có nhỏ bé nhưng chắc chắn chống Trung Quốc vẫn phải chia quân phòng ngừa. Nhất là khi hòn đảo này nhiều năm nay đã mua sắm rất nhiều khí tài hiện đại của Mỹ. Và họ còn tự phát triển cho riêng mình một nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Có thể nói, để đánh một đòn tổng lực vào Việt Nam là không thể. Trung Quốc còn phải chia quân ra, giữ phía Bắc, dùng quân để phòng ngừa nổi loạn ở các khu vực trong nước. Ngoài ra, họ còn phải giữ chặt vùng đất Tây Tạng trước Ấn Độ, duy trì lực lượng quân sự thường trực ở khu vực tiếp giáp với Đài Loan và đặc biệt là còn phải để dành một số cho việc hỗ trợ Triều Tiên. Mạnh mẽ bên ngoài, nhưng mong manh bên trong có lẽ là câu nói phù hợp với địa lý Trung Quốc. Nếu nhìn vào Trung Quốc, thực tế chúng ta sẽ thấy họ đang phải kéo căng lực lượng để bảo vệ đất nước, chứ không hề yên ổn. Chỉ riêng việc thống nhất đảo Đài Loan thôi, và suốt bao nhiêu năm nay Trung Quốc còn ngập ngừng không dám đánh. Chỉ điều đó đủ để cho thấy Trung Quốc mong manh đến mức nào. Câu hỏi đặt ra cho quý vị là, liệu có một cuộc chiến mới giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không? Xin hãy để lại ý kiến, quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ để yên cho Việt Nam ta quý vị ạ. Trung Quốc không xâm lược Việt Nam lúc này, nhưng chưa chắc họ sẽ không làm thế ở tương lai. Bởi Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói rằng, Việt Nam ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta, chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. Đó chính xác là những gì đã diễn ra sau cuộc chiến năm 1979 đến nay. Như quý vị đã biết, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ từ năm 1990 và bắt đầu ấm lên với việc vào đầu năm 1999. Khi Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đề ra phương châm 16 chữ vàng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phi, ông Giang Trạch Dân nêu rõ 16 chữ này là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước trong thời kỳ mới. 16 chữ đó là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện. Theo đó, ổn định lâu dài là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt. Bất cứ lúc nào, bất kỳ tình hình nào đều phải giữ ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau. Hướng tới tương lai là phải kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt. Hữu nghị láng giềng là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề với tinh thần hữu nghị láng giềng. Hợp tác toàn diện là không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước. Nhìn vào cách họ lý giải 16 chữ vàng này, chúng ta sẽ thấy một Trung Quốc cực kỳ yêu chuộng hòa bình và thích một mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Nó rất khác với một Trung Quốc hung hăng, hiếu chiến và tàn bạo của những năm 1979. Nhưng hiện tại thì sao? Dù hai nước có nồng ấm thế nào thì trên Biển Đông vẫn liên tục nổ ra căng thẳng, mà chủ yếu là do tàu thuyền Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam. Do đó, sau bao nhiêu năm nhìn lại sẽ thấy quan hệ Việt-Trung không phải là một gam màu sáng hoàn toàn như phương châm 16 chữ vàng, mà đã nửa sáng nửa túi. Điều này đặt ra nghi vấn là liệu Trung Quốc có thực sự tôn trọng mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam hay không? Hay đó chỉ đơn giản là sát lược giấu mình chờ đợi thời cơ? Xin hãy để lại ý kiến quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé! Hãy trở lại năm 2014 để nhìn được dạ tâm của Trung Quốc. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD-99831 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vị trí cụ thể nằm cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đi theo giàn khoan này, đó là một loạt các tàu dân sự lẫn quân sự. Theo đó, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại,
trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu tên lửa tấn công nhanh 753, 33 tàu hải cảnh cùng nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốt máy bay hoạt động trên khu vực. Có những thời điểm, số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng từng đề cập tới vụ giàn khoan HD9811 và nhận định rằng đây là bài học cho những ai còn mơ hồ về 16 chữ vàng về 4 tốt của Trung Quốc. Sự kiện giàn khoan HD9811 đã một lần nữa làm cho người dân Việt Nam vỡ lẽ ra rằng Trung Quốc đã nói dối chúng ta về phương châm 16 chữ vàng đó. Thực tế, Trung Quốc muốn in ùm với Việt Nam là vì để rảnh tay đối với Mỹ và phương Tây. Sở dĩ Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào những năm 1990 là do họ đang đứng trước tình hình bất ổn, khi Đông Âu diễn ra sự thay đổi, phe xã hội chủ nghĩa tàn giá. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã phải đưa ra chính sách giấu mình chờ thời nhằm đối phó với tình hình quốc tế. Phương châm của họ Đặng là bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, bình tĩnh ứng phó, giấu mình chờ thời. Khi đưa ra tư tưởng này, Đặng Tiểu Bình còn nhấn mạnh quyết không đi đầu, không ham hố địa vị lãnh tụ phe xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô để lại, để tránh bị Mỹ công kích. Theo Trung Quốc, do Liên Xô tranh giành địa vị bá chủ với Mỹ và xây dựng phe xã hội chủ nghĩa đối lập với các nước phát triển Âu Mỹ, nên mới rơi vào thảm cảnh. Chính vì thế, nội hàm cốt lõi của ngoại giao giấu mình chờ thời do Đặng Tiểu Bình đưa ra được thể hiện trên hai phương diện, đó là không thách thức bá quyền Mỹ và không thách thức hệ thống quốc tế. Chính chiến lược ngoại giao giấu mình chờ thời mà sau đó đã giúp Trung Quốc lớn mạnh mà không vấp phải sự kháng cự mãnh liệt nào của Mỹ và các nước đồng minh. Ngoài ra, trong thời gian đó, Trung Quốc cũng tỏ ra hữu hị với Việt Nam hơn và các căng thẳng ở Biển Đông cũng lắng xuống do Trung Quốc không muốn gây hấn với Việt Nam dù bị chú ý. Nhưng đến năm 2012, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại đây ông Tập đã lần đầu tiên công khai về cái gọi là giấc mơ Trung Hoa hay giấc mơ Trung Quốc, với mục tiêu về sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa dựa trên hai trụ cột chính, đó là sức mạnh kinh tế và vị thế quốc tế. Điều này đã đi ngược lại hoàn toàn với phương châm giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình. Nó cho thấy Trung Quốc tự tin mình đã đủ lớn để có thể cạnh tranh với nước Mỹ. Cũng trong năm này đã diễn ra sự kiện Trung Quốc chiếm bãi cả Scarborough của Philippines và hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tư tưởng nước lớn đã một lần nữa trỗi dậy và Trung Quốc bắt đầu bành trướng điên cuồng bất chấp tính hữu nghị đã xây dựng trước đó với ta. Có thể nói, quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc từ năm 1991 đến nay nên đã được chia ra làm hai đoạn. Giai đoạn từ 1991 đến năm 2012, đây là giai đoạn Trung Quốc giấu mình chờ thời và có mối quan hệ nồng ấm với Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo là từ năm 2012 đến nay, khi Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy thách thức các nước Mỹ-Âu, cùng với đó là gia tăng những hành vi chiếm đoạt trên Biển Đông. Thế nên cái gọi là phương châm 16 chữ vàng thực tế cũng chỉ là công cụ du mù Việt Nam của Trung Quốc. Còn sự thật thì Trung Quốc vẫn luôn lặng lẽ chờ thời cơ mở rộng lãnh thổ xuống nước ta. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, Trung Quốc có thể vẫn sẽ hoãn với Việt Nam vì họ còn phải củng cố thực lực phá vỡ thế bao vây cô lập mà Mỹ đặt ra trên biển. Trước khi một lần nữa gây hấn với Việt Nam, Trung Quốc thực sự cần phải cởi bỏ chướng ngại cho chính mình. Bởi nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào biển cho cả đầu vào gồm nhiên liệu, nguyên liệu lẫn đầu ra là hàng xuất khẩu. Nhưng trong khi Mỹ có thể tiếp cận với hai đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương mà không hề bị cản trở, thì Trung Quốc lại phải gặp rất nhiều chướng ngại vật để có thể giao thương với thế giới bên ngoài. Từ phía Đông Bắc, Trung Quốc bị cản lại bởi Hàn Quốc và xa hơn nữa là Nhật Bản. Cả hai người hàng xóm này đều là đồng minh thân cận của Mỹ, có căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Từ phía Đông Nam thì họ thấy đảo Đài Loan những năm gần đây cũng tăng cường mua sắm vũ khí từ Mỹ. Đặc biệt, khu vực quan trọng nhất với mạch sống của Trung Quốc chính là Biển Đông. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 80% dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc phải đi qua eo biển Malacca rồi vòng lên Biển Đông. Trong thời bình, có nhiều đường đến Trung Quốc từ Biển Đông. Tuy nhiên, nếu như xảy ra xung đột, tuyến đường có thể dễ dàng bị chặn đứng, từ đó vắt kẹt mạch sống của Bắc Kinh. Trong Thế chiến thứ hai, thất bại của phát xít Đức và Nhật một phần lớn đến từ việc không có đủ nhân liệu nguyên liệu. Do đó, đánh Việt Nam là chưa phải lúc Trung Quốc cần thắng được Mỹ, cởi bỏ sợi dây xích mà Mỹ đặt lên mình, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu nhân liệu và trở thành một cường quốc thực thụ về biển. Khi thời cơ đến, tự nhiên sẽ có cái cớ để được đưa ra gây hấn với Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2014,
Khi Trung Quốc quyết định rút giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Trung tướng Nguyễn Quốc Hớc nhấn mạnh, đừng ảo tưởng việc giàn khoan Hải Dương 981 rút về đảo Hải Nam là Trung Quốc đã chấm dứt việc bành trướng bá quyền. Giàn khoan đó, dù có đi đâu thì cũng vẫn ở trên Biển Đông. Đó là mắt xích để Trung Quốc thực hiện ý đồ của mình. Việt Nam cần phải tiếp tục kết hợp với quốc tế đối tranh mạnh mẽ hơn nữa. Kể từ sau vụ năm 2014, quan điểm của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu gắt gỏng hơn, đề phòng hơn. Thay vì cương quyết đối đầu như những năm 1970, thì nay Hà Nội đi theo chủ trương là đối tranh hòa bình có giới hạn, tức Việt Nam sẽ ra sức giữ dịu mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc hết sức có thể và chỉ đáp trả nếu như đối phương kiên quyết xâm phạm lợi ích của Việt Nam. Điển hình cho đường lối này là vào ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua. Trước đó, Việt Nam đã nhiều lần đề nghị gặp mặt Trung Quốc để giải quyết căng thẳng, nhưng đều bị từ chối. Phải đến tháng 8, nỗ lực ngoại giao mới có hiệu quả. Và cho đến nay, đường lối đó đã chứng minh được tính đúng đắn khi không có một cuộc xung đột lớn nào đáng kể nổ ra. Giữa hai nước, Việt-Trung vẫn hữu nghị với nhau, dù vẫn ham hè nhau trên Biển Đông, nhưng nó cũng chỉ là kế hoạch bình tạm thời của Việt Nam. Chúng ta không cho họ có cách cớ để gây sự, chứ không thể nào trấn áp được hoàn toàn dạ tâm của nước này. Bởi suy cho cùng, họ chính là vì giấc mộng Trung Hoa, nên bắt buộc phải thực thi những chính sách cứng rắn hơn tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, tới Nhật Bản, Philippines. Việt Nam và các nước có yêu sách về chủ quyền, sự chống dậy của Trung Quốc là tất yếu và chắc chắn sẽ một lần nữa làm cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc gặp nhiều căng thẳng trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi mỗi ngày nhé. Bây giờ quý vị cùng xem thêm những video hay nhất của kênh Việt TV đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.